ngày thi đấu thứ 5 của giải quần vợt VTF Masters 500 lần thứ nhất năm 2022 chứng kiến trận chung kết nội dung đôi nam nữ giữa cặp Thanh Toàn Trúc Tâm của câu lạc bộ Hải Đăng và cặp Trung Tính Bé Xuyên của quân đội. Sau 3 ván đấu căng thẳng với các điểm số 5-7, 6-3, 10-5, Thanh Toàn và Trúc Tâm đã có lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở giải quốc gia. Sau thất vọng bị loại sớm ở trận đơn nam, Linh Giang đang nỗ lực cùng người đồng đội Văn Phương ở câu lạc bộ Hải Đăng tìm kiếm huy chương vàng nội dung đôi nam với chiến thắng chóng vánh trước cặp hạt giống số 5 Minh Tuấn Minh Phát của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh ở bán kết, sẽ gặp đôi hạt giống số 2 Đắc Tiến Xuân Hậu của Hà Nội chung kết. Trong khi đó, Nguyễn Văn Phương đang là ứng viên số 1 ở nội dung đơn nam sau khi Linh Giang bị loại. Anh sẽ gặp Đắc Tiến ở bán kết. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Khánh Duy và Minh Tuấn.